Làm sao để xếp bát đĩa vào máy rửa bát 14 bộ được tối ưu nhất? Để máy rửa bát hoạt động tốt và đạt hiệu quả cao, bạn cần phải phân loại và xếp bát đĩa vào máy rửa bát đúng cách, đúng vị trí. 1. Dàn rửa trên cùng để các loại vật dụng nhỏ như dao, dĩa, thìa, đũa. Bạn có thể được đặt nghiêng trong các khe để cố định, tiết kiệm không gian và dễ dàng làm sạch. 2. Dàn rửa thứ hai để bát đĩa, vật dụng có kích cỡ vừa. Bát đĩa khi cho vào máy rửa bát cần có một khoảng cách nhất định, chứ không được đặt chúng chồng lên nhau. Không xếp đồ cỡ nhỏ lồng bên trong đồ dùng cỡ lớn vì sẽ giảm hiệu quả làm sạch. Với những bát đĩa có các hình dáng khác lạ, nhiều góc cạnh như hình vuông, hình lục giác, không đặt úp chúng mà nên đặt nghiêng hoặc đứng. Với những chiếc ly rượu vàng có thể dùng chốt cố định để giữ ly, tránh bị va đập trong quá trình máy hoạt động. 3. Dàn rửa cuối cùng dùng để xếp các vật dụng lớn như nồi, chảo, đĩa to, cách thành nan có thể được đặt xuống để tạo không gian rộng rãi. Các bạn hãy lưu ý cách xếp đúng cách, đúng vị trí để có thể xếp được nhiều bát đĩa nhất trong một lần rửa nhé. Bạn còn biết những cách xếp bát đĩa nào được nhiều nhất khi dùng máy rửa bát? Hãy cùng chia sẻ với cô chơi nhé.